sẽ quay cái quá trình của cây cà này, rồi mai mốt nó có trái rồi bắt đầu mình sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nè, cho vui nè. Đây rất là ngon luôn. Ở đây có hai cây nha. Đây bên đây cây nữa nè. Wow, quá trời uống mù luôn. Đây nó ra một cái nhụy hoa nè. Đó. Mình sẽ quay. Về quê là quay mấy cái này thích lắm nè. Cả nhà nha. Bây giờ hôm nay hai bà cháu sẽ dẫn cả nhà ra vườn cà để xem hai bà cháu mình hái cà nha. Rồi bây giờ mời cả nhà theo chân hai bà cháu ra vườn nha. Rồi bây giờ nó chỉ còn có những cái quả cà nhỏ này thôi, mình để chừng mai mốt mình thu hoạch tiếp. Cái bông của nó nè cả nhà. Wow, rất là đẹp luôn. Nắng quá. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái món cà chiên nha. Rồi đây giờ mình sẽ gọt cà, mà trước khi gọt cà để cho cà nó đừng có bị đen á, thì mình sẽ cho một cái chút muối vô cái thau nước nha, để mình bào cái vỏ đó ra mình để vô cho nó được ngâm á, cho nó đừng có bị đen nha. Cắt cái đầu của nó nè, cắt hai cái đầu của nó. Như vậy mình cũng sẽ bào cho hết cái lá cà luôn nha. Rồi sau khi mình đã bào vỏ rồi nè, thì bây giờ mình rửa lại với nước bình thường nha. Ngâm nước muối rồi là nó không có bị đen nè. Rồi rửa lại khoảng 2-3 nước gì đó là mình chẻ nó ra, cho nó mình chiên luôn là được rồi. Rồi bây giờ mình chẻ nè, mình cắt nó ra làm hai cái, mình chẻ đôi nó nè. Đó là một miếng như vậy là mình sẽ được
một cái trái như vậy là mình sẽ được 4 miếng nha. Vớt ra ngoài rổ nha, mình vũ cho nó ráo nước để một lát á mình bắt lên dầu mình chiên, nó đừng có bị văng nha. Rồi bây giờ mình đặt cái tép tỏi này mình để vô để lát mình chiên cho nó thơm nè. Rồi mình bắt cho nóng chảo rồi nè, bây giờ mình cho dầu vô nha. Cái này mình chiên mình không có ướp gia vị gì hết á, mình sẽ dùng với nước tương hoặc là nước mắm, thì này là chai mặn đều dùng được nha. Rồi mình thấy dầu của mình cũng được rồi nè, giờ mình cho tép tỏi vô nha, cho nó thơm trước. Rồi tép tỏi của mình nó cũng hơi vàng rồi nè, giờ mình sẽ để cà vô nha. Rồi bây giờ mình cho cà vô mình chiên nha, mình xếp nó lên như mình chiên cá vậy đó. Chiên như vậy là mình chiên với dạng lửa riu riu như vậy thôi nha. Nó vàng rồi mình trở qua nè. Mình trở từng miếng như vậy. Đó, mình đợi cho nó vàng hai mặt, nó chín vô trong rồi là mình vớt ra ngoài dĩa rồi. Bây giờ nó vàng hết rồi nè, bây giờ mình vớt nó ra dĩa nha. Mình vũ nó cho nó rõ dầu. Đây. Những cái miếng còn lại nha, chiên với dạng lửa riu riu như vậy luôn. Rồi cái đợt sau cà của mình nó cũng vàng rồi nè, bây giờ mình cũng vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ sắc hành nha, mình sắc nhỏ nhỏ để lát mình làm món hành. Bây giờ mình cho hành mới sắc xong vô cái tô nè, để lát nữa mình chế dầu vô mình làm món hành. Rồi mình cho thêm một miếng muối vô trong cái tô hành này nha. Rồi thêm một miếng đường nữa. Rồi bây giờ mình làm món hành nha, mình lấy cái dầu sôi hồi nãy á, chế vô trong hành. Tương nha, làm tô với tương, tỏi nè, ớt, cái chén nước tương để mình ăn với cái món cà chiên nè. Mình dùng nước mắm cũng được đó nha cả nhà. Mập cho nó nhẹ, cái để vô, vô trong cái tô nè. Nêm nếm theo cái khẩu vị ăn của mình nha. Nó lên.
cho tỏi ớt vô luôn. Rồi mình thấy đều lại rồi mình nêm nếm theo khẩu vị của mình ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tưới mỡ hành lên trên từng chấm miếng cà của mình nha. Mình sẽ để lớp thứ hai lên nha. Lát nữa mình rửa mỡ hành thôi. Rồi tương tự như vậy mình cũng rưới lớp mỡ hành lên trên này luôn nha. Rồi mình cũng đã rưới mỡ hành xong rồi nè. Đây, nhìn rất là hấp dẫn nha. Mình dùng kèm với lại nước tương tỏi ớt lúc nãy mình vừa làm nha. Rất là đẹp, rất là ngon luôn. Nó thơm, cực kỳ thơm luôn đó. Món này là món cà tím chiên sốt mỡ hành nha. Mình ăn kèm với lại nước tương tỏi ớt, hoặc là mình ăn với nước mắm cũng được nha. Mình ăn chay hay ăn mặn gì mình cũng đều dùng được nha. Mình có thể sử dụng trong những cái buổi bữa tiệc chay, những cái ngày mà mình ăn chay á cả nhà. Rất là ngon ha. Cái món này cũng rất là ngon và bổ dưỡng nha.